Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư và 1 năm thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, triển khai đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ. Đến dự về phía Trung ương có Vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Đà Nẵng, Đỗ Thịnh. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị 21 của Ban Bí thư và 1 năm thực hiện chỉ thị 39 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác phụ nữ thành phố trong tình hình mới đã gặt hái được nhiều thành quả. Các cấp hội phụ nữ thành phố đã xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhiều phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội ngày càng phát triển, thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ tham gia, như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ba biết, ba hỗ trợ. Cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động 3 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, gồm vạn phần quà san sẻ yêu thương, công trình thi đua tỷ đồng cho thiết bị xanh, môi trường sạch và công trình chuỗi sự kiện sắc cam, thắp sáng và hành động góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, khẳng định vai trò và vị trí của nữ giới trong gia đình và xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Minh Triết biểu dương và đánh giá cao vai trò của các cấp hội phụ nữ thành phố trong thời gian qua, đồng thời khẳng định các cấp, các ngành thành phố sẽ tiếp tục quan tâm và triển khai các chủ trương của Trung ương về công tác phụ nữ, tạo sự bình đẳng giúp phụ nữ ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của mình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, như một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phụ nữ trong tình hình mới, công tác tạo nguồn cán bộ nữ còn bị động, một số chính sách về công tác phụ nữ chưa phù hợp thực tiễn, việc bạo hành phụ nữ, xâm hại trẻ em vẫn còn tiềm ẩn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ, về sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường giám sát về thực hiện luật pháp, chính sách về phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Trước mắt là tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn và thành công.